Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, cơm là loại thực phẩm lành tính nhất và cũng dễ ăn nhất mà ai cũng đều có thể ăn. Thậm chí bạn thấy đấy, chúng ta có thể ăn bún, phở, bánh trái một vài ngày thôi là ngán chán rồi. Nhưng riêng cơm thì lại hoàn toàn khác biệt. Chúng ta có thể ăn từ ngày này qua tháng khác mà không khi nào cảm thấy nhàm chán. Vậy cơm có hại cho sức khỏe hay không? Câu trả lời là có, nếu như chúng ta sử dụng chúng sai cách. Các chuyên gia đã chỉ ra một số sai lầm trong cách ăn cơm của người Việt, không những không hấp thụ được chất dinh dưỡng mà còn khiến cơ thể mắc nhiều bệnh tật nguy hiểm, gây hủy gan diệt thận. Vậy khi ăn cơm thì chúng ta cần tránh những sai lầm gì? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay. Sai lầm thứ nhất là ăn cơm nguội. Theo cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Vương quốc Anh, ăn cơm nguội dù là về cảm quan không hề có dấu hiệu biến chất, chua, thiu hoặc đã được rang hoặc hâm nóng lại thì vẫn có thể gây ngộ độc thực phẩm với các biểu hiện điển hình là buồn nôn, nôn, tiêu chảy và mệt mỏi. Thủ phạm gây nên chuyện này chính là một loại vi khuẩn có tên là Bacillus cereus. Loại vi khuẩn này có sẵn trong gạo do bị nhiễm từ đất trong quá trình trồng trọt và thu hoạch lúa. Quá trình nấu chín gạo thành cơm không tiêu diệt được vi khuẩn này vì nó đã hình thành dạng bào tử để tự vệ. Nếu cơm được ăn ngay sau khi nấu thì bào tử Bacillus cereus không có cơ hội phục hồi. Nhưng nếu để cơm nguội dần ở điều kiện bình thường thì Bacillus cereus có thể hoạt động trở lại, tăng dần số lượng và sản sinh ra một số độc tố. Thạc sĩ Trần Quốc Hùng, giảng viên trường Cao đẳng Y tế Hà Nội cho biết, ngộ độc do sử dụng lại cơm nguội ở gia đình ít hơn ở nhà hàng, vì ở gia đình thường nấu với số lượng ít. Còn ở các nhà hàng, họ thường nấu rất nhiều cơm để phục vụ khách. Nếu cơm thừa, các nhà hàng này có thể hâm nóng lại hoặc dùng để làm cơm rang. Các gia đình trong mỗi bữa ăn không nên nấu thừa cơm, bởi bất kể cái gì thừa cũng không tốt, kể cả là cơm nguội đã được bảo quản trong tủ lạnh. Ngoài ra, không nên dùng tủ lạnh để bảo quản cơm quá 24 giờ và hâm nóng cơm quá 2 lần, bởi vì quá trình hâm nóng sẽ làm mất hết chất trong cơm nguội. Tuyệt đối không được cho cơm nóng vào trong tủ lạnh để bảo quản, mà phải làm nguội cơm nhanh bằng cách dùng quạt hoặc ngâm nồi cơm vào nước lạnh rồi cho vào hộp đậy nắp kín, bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh. Sai lầm thứ hai là ăn quá nhiều cơm. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thị Phương Hà, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, người Việt thường có thói quen ăn nhiều cơm mà không hề biết rằng trong cơm có chứa nhiều đường. Nếu ăn nhiều cơm sẽ khiến cho lượng đường trong máu cao và kéo dài là nguyên nhân chủ yếu gây nên những biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng tới cuộc sống và chất lượng của cuộc sống. Ăn nhiều cơm bị tiểu đường sẽ gây biến chứng tim mạch như tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, là nguyên nhân gây ra tử vong hàng đầu cho những người mắc bệnh đái tháo đường. Vì vậy, mỗi người trưởng thành có mức lao động thể lực trung bình nên ăn trung bình mỗi bữa 2 lưng bát cơm. Sai lầm thứ ba là ăn cơm chan canh. Thói quen ăn cơm chan canh rất phổ biến trong các bữa cơm. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo rằng đây là một thói quen xấu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong bữa cơm cần hạn chế dùng các loại nước canh hay nước lọc, nước ngọt. Bởi khi ăn cơm, dù uống bất kỳ loại nước nào cũng đều làm cho quá trình tiêu hóa bị ảnh hưởng vì nó làm tăng kích thích của dạ dày. Khi có quá nhiều chất lỏng và thức ăn trong dạ dày sẽ khiến cho quá trình tiêu hóa bị chậm lại. Việc ăn cơm chan canh khiến cho thức ăn được nuốt nhanh hơn sẽ không được hấp thụ nước bọt đã tiêu hóa xuống dạ dày, từ đó làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Khi thức ăn chưa được nghiền nát, đang ở dạng cứng trước khi vào dạ dày, dẫn tới tổn thương niêm mạc dạ dày. Dạ dày phải làm việc nhiều hơn, dễ đau hơn, lâu dài sinh ra bệnh đau dạ dày, có nguy cơ dẫn đến ung thư dạ dày. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mọi người khi ăn phải nhai kỹ và nên uống nước chan canh hay bất kỳ loại nước gì vào sau cùng. Sai lầm thứ tư là không nhai kỹ khi ăn cơm. Do công việc nên nhiều khi chúng ta ăn uống vội vã, dẫn đến ăn cơm rất nhanh mà không nhai. Theo các chuyên gia y tế khuyến cáo, thói quen này không tốt cho dạ dày. Khi chúng ta ăn cơm nhanh, nhai không kỹ thì cơm sẽ không được nghiền nhỏ, làm tăng gánh nặng cho dạ dày. Bởi miệng là nơi tiết ra nhiều nước bọt. Nước bọt có chứa các enzyme tiêu hóa để phân giải tinh bột từ cơm thành đường glucodon để biến nó thành glucosa. Nếu chúng ta nhận tinh bột từ đường đơn, nó được giải quyết ở cuống họng nhờ nước bọt phân hủy và được nuốt xuống mà không cần nhai. Các men tiêu hóa không thể thẩm thấu vào ngũ cốc và làm cho nó khó có thể chuyển thành glucosa. Điều này ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa cũng như dạ dày. Theo các chuyên gia,
Việc ăn nhanh khiến bạn nuốt vội vàng, nhai không kỹ, sẽ khó cảm nhận được mùi vị thức ăn. Nếu bạn ăn chậm, mọi thứ sẽ được kiểm soát và bạn sẽ thon thả hơn. Việc nhai kỹ cơm của chúng ta có một tác dụng tích cực lên toàn bộ quá trình tiêu hóa, vì các hoạt động trong miệng và cổ họng tương ứng với hoạt động của dạ dày, ruột và tất cả các bộ phận khác của cơ quan tiêu hóa. Mật tiết ra nhiều dịch hơn, gan cũng tạo ra nhiều dịch hơn cho tá tràng. Sai lầm thứ 5 là ăn cơm sau khi ăn thức ăn. Việc trẻ ăn riêng biệt giữa cơm và thức ăn ở các hộ gia đình hiện nay không phải là hiếm. Tuy nhiên, ăn như thế sẽ ảnh hưởng gì đến sức khỏe thì không phải ai cũng biết. Bác sĩ Nguyễn Liên, nguyên khoa dinh dưỡng Bệnh viện Bạch Mai, việc trẻ ăn thức ăn trước sau đó ăn cơm là hoàn toàn không nên, bởi việc ăn thức ăn trước, đặc biệt là thức ăn có chứa nhiều đạm trước, sau đó mới cho trẻ ăn cơm, ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe của trẻ cũng như việc ăn uống lâu dài. Thói quen ăn uống như vậy làm mầm mống hình thành các bệnh mãn tính sau này, đặc biệt là bệnh gút. Bởi vì khi thức ăn vào trong cơ thể, nó sẽ chuyển hóa các chất đạm thành axit uric, tác nhân gây ra bệnh gút. Chất này sẽ không chuyển hóa ra ngoài mà nó sẽ bám vào các khớp và tích tụ dần dần. Ngoài ra, việc cho trẻ ăn thức ăn trước sẽ gây ra hậu quả là trẻ chán ăn cơm, từ đó không có đủ chất tinh bột. Điều này dễ dẫn đến việc trẻ bị suy dinh dưỡng. Điều đó cũng lý giải vì sao trẻ ăn nhiều đạm mà vẫn bị suy dinh dưỡng. Vì vậy, không nên cho trẻ ăn riêng biệt cơm với thức ăn, dù là cho ăn cơm trước hay thức ăn trước cũng không nên, mà phải ăn cùng nhau trong một khẩu phần của bữa ăn. Vậy ăn cơm như thế nào là tốt? Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh cho hay, cách ăn cơm đúng là không nên ăn quá 3 bát mỗi ngày. Bạn hãy tập thói quen giảm lượng cơm trắng mỗi bữa, thay vào đó bổ sung đa dạng các món ăn đi kèm. Vị chuyên gia dinh dưỡng này cũng khuyên mọi người nên ăn rau trước tiên, sau đó mới đến cơm và món khác. Chất xơ có trong rau sẽ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào trong cơ thể. Lượng carbon hydrate mà bạn nạp vào sẽ mất nhiều thời gian hơn để chuyển hóa thành glucose. Điều này cũng giúp cho đường huyết không tăng cao và hạn chế áp lực cho quá trình tổng hợp đường của cơ thể chúng ta. Ngoài ra, chất xơ có trong rau sẽ giúp cho bạn no nhanh và lâu đói, khiến cho bạn ăn ít cơm, đồng thời lượng tinh bột nạp vào trong cơ thể cũng giảm đi. Có thể thay thế gạo trắng bằng các loại ngũ cốc, đậu nhiều chất xơ. Các loại ngũ cốc thô, nguyên hạt sẽ giữ được vitamin và chất xơ như gạo lứt, yến mạch, ngô, lúa mì, me đen, đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ. Những loại carbon hydrate phức hợp trong ngũ cốc giúp điều hòa sự hấp thụ đường, đồng thời thúc đẩy sự chuyển hóa chất béo. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh nói, ông Ninh cũng khuyến cáo người dân ăn ít cơm vào bữa tối. Ăn quá nhiều cơm có khả năng làm tăng nồng độ đường trong máu vào sáng ngày hôm sau. Vì vậy, bạn chỉ nên ăn cơm vào buổi sáng hoặc buổi trưa, sau đó bữa tối thì ăn nhẹ nhàng. Quý vị thân mến, cơm trắng là loại thực phẩm không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của con người, đặc biệt là với người Việt. Cơm, gạo cung cấp năng lượng và vitamin cho con người. Tuy nhiên, ăn nhiều cơm có tốt không? Câu trả lời là việc ăn nhiều cơm có thể gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Dưới đây là những tác hại khi ăn nhiều cơm trắng mà chúng tôi đã tổng hợp, bạn có thể tham khảo để điều chỉnh chế độ ăn của mình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tác hại thứ nhất là khi ăn nhiều cơm trắng ở bệnh nhân bị tiểu đường. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thói quen sử dụng nhiều cơm trắng tại các quốc gia châu Á là một trong những thói quen xấu gây nên bệnh tiểu đường. Tác hại khi ăn nhiều cơm trắng đầu tiên có thể kể tới chính là khi sử dụng quá nhiều cơm trắng, chúng sẽ sản sinh ra đường glucose. Nếu bạn là người ít vận động thì lượng đường glucose này sẽ bị tích tụ gây nên bệnh lý đái tháo đường. Tác hại khi ăn nhiều cơm trắng được các nhà khoa học thuộc Đại học Y tế Công cộng Harvard chỉ ra trong một nghiên cứu được thực hiện trên 350.000 người trong vòng 20 năm. Kết quả nghiên cứu này cho thấy rằng sử dụng một bát cơm trắng mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lên 11%. Đây cũng là lý do vì sao những nước châu Á có tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường cao hơn so với các nước châu Âu. Tác hại thứ hai là dễ mắc các bệnh về rối loạn chuyển hóa. Một nghiên cứu về tác hại khi ăn nhiều cơm trắng tại Hàn Quốc đã chỉ ra rằng những người thường xuyên sử dụng cơm trắng trong một thời gian dài có nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa cao hơn so với nhóm đối tượng khác. Tác hại khi ăn nhiều cơm trắng còn thể hiện ở việc bạn sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh béo phì hay rối loạn lipid máu. Tác hại thứ ba là dễ tăng cân, béo phì. Đây là một trong những tác hại khi ăn nhiều cơm trắng.
Một chế độ ăn kiêng có chứa quá nhiều gạo trắng được chứng minh làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì. Cơm trắng là ngũ cốc tinh chế, chúng được hấp thu nhanh hơn khi đưa vào cơ thể. Đồng thời, sử dụng quá nhiều cơm trắng cũng sẽ khiến bạn dư thừa nguồn năng lượng, có thể gây nên chứng béo phì. Tác hại thứ tư là dễ mệt mỏi, uể oải. Nếu như bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải hay làm việc chậm chạp hơn thì có thể là do bạn đang ăn quá nhiều cơm trắng trong bữa ăn trước đó. Khi bạn ăn quá nhiều cơm trắng, một phần số cơm này sẽ được chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể. Phần năng lượng dư thừa còn lại sẽ bị tích tụ lại các nhóm cơ. Nguồn năng lượng lớn tích tụ vào các nhóm cơ khiến cho chúng bị dư thừa năng lượng và giảm vận động. Tác hại thứ 5 là rối loạn tâm lý, thường xuyên cáu gắt. Tác hại khi ăn nhiều cơm trắng thể hiện rõ nhất ở sự thay đổi tâm trạng. Khi bạn ăn quá nhiều cơm, cơ thể bạn sẽ phải tiết ra nhiều hormone insulin hơn để ổn định đường huyết trong máu. Hormone insulin quá cao trong máu sẽ khiến bạn dễ cáu gắt, thậm chí là không kiểm soát được hành động của mình. Một số trường hợp nặng hơn có thể gây rối loạn tâm lý nghiêm trọng. Tác hại thứ 6 là luôn có cảm giác thèm ăn. Cho dù nguồn năng lượng do cơm trắng cung cấp cho cơ thể dư thừa, nhưng nếu bạn không ăn đầy đủ các nhóm chất thì có thể khiến bạn luôn có cảm giác thèm ăn. Điều này khiến bạn không kiểm soát được cân nặng của chính mình. Tác hại thứ 7 là khiến bạn có cảm giác đói giả. Đói giả là tình trạng bạn ăn no nhưng vẫn muốn ăn tiếp. Đây là cảm giác xuất hiện khi bạn ăn quá nhiều tinh bột trong một ngày. Điều này khiến cho cân nặng của bạn tăng nhanh. Đồng thời, bạn sẽ có nguy cơ cao mắc một số bệnh chuyển hóa như tiểu đường và cao huyết áp. Hướng dẫn cách ăn cơm trắng đúng cách. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lượng cơm trắng cơ thể cần sẽ được tính dựa trên chiều cao, cân nặng, thể trạng và công việc hàng ngày của bạn. Để có thể hiểu đơn giản, bạn có thể quy ước một chén cơm bằng 60g tinh bột. Nếu bạn là nữ, thể trạng bình thường, làm công việc nhẹ nhàng thì mỗi bữa bạn có thể ăn một bát cơm nhỏ. Nếu bạn là nam, thể trạng bình thường thì mỗi bữa bạn có thể ăn 1,5 bát cơm nhỏ. Nếu bạn thường xuyên phải làm việc nặng nhọc thì có thể ăn tăng thêm 0,5 bát cơm trên một bữa chính. Trong bữa ăn, thứ tự ưu tiên sẽ là rau củ, hoa quả, uống nước canh, ăn cơm. Việc ăn rau củ, hoa quả và uống nước canh trước sẽ tạo cho bạn cảm giác lương bụng, do đó làm giảm sự thèm ăn. Chất xơ trong rau củ, hoa quả cũng làm chậm quá trình hấp thu đường từ tinh bột, từ đó làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu. Quý vị thân mến, như vậy trong video ngày hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu rõ hơn về cách ăn cơm sao cho đúng cách và khoa học để mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Quý vị hãy ghi nhớ những lưu ý đó để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình mỗi ngày nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.